Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là Raider, Sanchia và Sonic. Giá xe ở đầu tháng 7. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Luyến, sau hỗ trợ giới thiệu qua mình Luyến. Hello cả nhà, tiếp tục review về dòng xe Sanchia, Sonic và Raider ha, đang rất là hot, hòn hòn trong mình hiện tại luôn. Luyến cảm thấy là ví dụ như là những tín đồ mà đam mê về ba dòng xe này thì không thể bỏ lỡ video này clip của Luyến luôn, tại vì hôm bữa có bọn trai hỏi khách khá là hỏi Luyến là hiện tại dòng xe này đã có gì biến đổi không và đã có hỗ trợ giảm giá gì không khi mua xe, có liên hệ trước cho Luyến á. Thì mọi người khi mua xe thì được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng mang xe đi lại nha, hỗ trợ một combo khoảng tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng khi mua xe có liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Luyến là 0349052942. Mua xe có liên hệ qua số điện thoại Zalo sẽ ghi dưới màn hình cho cả nhà. Đầu tiên là về em xe màu trắng cam đen này, phiên bản 2023 nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Màu sắc thì vừa là màu sơn 3D nha cả nhà, sơn độ lên rất là đẹp màu này. Em này có lên ba ga này, ốp titan này, mọi người thấy rất là đẹp luôn, ốp viền đồng hồ này, rồi bảng tên này. Em này thì bản tư nhân cả nhà đang có mức giá là 48.900, đây bản tư nhân, còn trên hãng đang có mức giá là 44.900, 24 triệu. Rất giá quá ha. Dạ. Cửa hàng em đang hỗ trợ giảm giá chứ không có rớt, tại vì thị trường hiện tại đang có mức giá tầm cỡ 55-56 triệu. Liên hệ với em mới được hỗ trợ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Áp dụng khi liên hệ qua Zalo nha, liên hệ người khác không có được đâu nha. Còn con này là em màu tím 14. Dạ, đó em này có mức giá là 44.900, liên hệ trước Zalo cũng được giảm giá 2 triệu ha, còn được hỗ trợ thêm. Màu thì có rất là nhiều nha mọi người. À, con Raider nữa nè. Còn được hỗ trợ giảm giá 2 triệu, còn được trả trước thì còn 5 triệu đồng mà trên xe rồi ha. Rất là nhiều màu cho cả nhà luôn. Đây em đây là Raider đây, Raider màu xám xanh xi măng đây. Em này hiện tại có mức giá ưu đãi cho khách hàng ha, mua xe liên hệ cho Luyến còn mức giá là 43.900 nha. Trả trước duy nhất 5 triệu đồng thôi, năm cũ thôi và căn cước công dân là trên xe rồi nha. Rất nhiều màu luôn. Xanh này, tím này, hồng. Rồi Sonic. Rồi xanh lơ, xanh ngọc bích, rất là nhiều màu ha. Đây là một số màu sơn của xe Sonic này. Hồng này, màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu xanh xi măng, màu vàng đó. Xe Sonic ha, Sonic hiện tại có mức giá là 49.900 đến 51.900 thì phiên bản ha. Hỗ trợ 2 triệu đồng khi có liên hệ qua Zalo và trả trước chỉ cần duy nhất 5 triệu đồng thôi, năm cũ và căn cước là trên xe rồi ha. Nhanh tay liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến là 0905299064 nha. Rồi ok, đó là giá xe, anh em nào mua thì liên hệ. Cảm ơn chị và bạn xem clip, xin chào.